Rồi, chúng ta sẽ vào kèo mở thẻ đập thẻ của anh Đông. Rồi, ok. Vào kèo dọn rác đập thẻ. Like một tiếng rồi bạn ơi, like một tiếng 20 phút rồi. Chẳng biết dọn rác đập thẻ nhưng mà rác này cũng nhiều tiền phết đấy chứ. 60.000, 60 tỷ này. 60 tỷ này. Sợ thật, tí rác thôi mà cũng khá khá tiền đấy chứ. 12 tỷ đấy chứ, 72 tỷ này. Chỉ định RTN70 đi. Sáu lên cái nhá. Nó ra ngay thằng đầu tiên thì buồn cười. Nó ra ngay thằng đầu tiên thì buồn cười. Đúng không? Nó ra ngay thằng đầu tiên thì buồn cười. Úi trời ơi, min chỉ số luôn ạ. Tôi biết mà. Mở đi. Cộng 5 đi, xin cộng 5 thôi. Con gì cũng được, cứ xin cộng 5 là được. Úi giời, cộng 3 vậy. NTK, NTK. Ấy, có 95 5 đến 7. Biết đâu ra CR7 cộng 7 gì ở đây. Vật này. Dọn rác đập thẻ em nhá, kèo dọn rác đập thẻ. Hôm nay dọn rác đập thẻ cho anh em. Ôi pháo bông này, MC 106. Ôi Balotelli. Ảo vậy. Ảo đấy. Được. Được, không sao cả, được. Vẫn có kèo để tí chúng ta đập. Vật này. Đập 8 đúng không? Dọn rác đập tẻ. Ui, cộng 7 luôn. Marcos Reus này. Con này để lại mà chơi thôi. Cộng 5 rồi, cộng 5 rồi. Cũng ngon đấy. Cũng ok hơn rồi đấy. Giờ ra CR7 RTN4 hoặc là Gullit RTN4 đập 5 luôn này. Ui giời ơi. Cộng 3, một thằng cộng 3, thằng cộng 2 này thì... Cúc. Dọn rác nhưng mà kiểu kiếm rác hồi hộp. Anh em nào có nhiều rác mà chưa dọn được thì cứ gửi đây mình dọn luôn cho. Ôi lại cộng 5 tiếp này. Ảo thế nhở. Phải hàng MC thì mới nhiều tiền chứ còn mấy hàng này thì bình thường bình. Ôi lại cộng 5 tiếp. Ảo thật đấy. Ảo thật đấy. Ảo thật đấy, không được đâu. RTN ôn cộng 5 đi. Đố RTN ôn cộng 5 đây. Cộng 3 à, tưởng cộng 5. Nào, ôn cộng 5 nào. Cộng 5 nữa nào, cho vào kèo nào. Không được rồi. Ôi cộng 5 thật này. Nhưng mà là GK Hà Lan. GK Hà Lan. Ây à, đẹp lắm. Dọn rác thôi, dọn rác. Kiếm phôi đập thẻ. 106 cộng 4 phải là ngon không? Mở hết đi, phát này mở hết đi. Có 18 thẻ mở hết đi. Rồi vào xem kèo đập thẻ nào. Rồi chúng ta vào xem kèo đập thẻ, biết đâu một con có lửa hay sao? World Cup này, ủi pháo bông. Rudiger cộng 4 này. To nhất rồi này. 2 đến 4 ra Rudiger cộng 4 này cũng được này. Van Chigel này cộng phải ngon không? Cộng 308 mà không được. Rồi. Chúng ta vào kèo mồi trước để đập nào. Balotelli cũng là mồi, tí thiếu phôi mồi thì đập. Tí thiếu phôi mồi thì mua anh ạ. Cộng đập cộng 8 thì mồi nó không theo một cái quy trình nào cả. Thì nó cứ ấy thôi, nó cứ gọi là mình đập nào mà nó không nó tín tay thì vào luôn, không thì thôi thôi. Nhưng mà nên có cái bảo vệ là ngon. CR7 MC à? Thế làm luôn con này mồi luôn. Shevchenko này đá gì mua đấy, phôi luôn. Ba con phôi nữa. Hợp lý đúng không? Anh đập 14, 14, 25, 26, 17.
cho 3 lách vào. 25. 3 lách thấy bán nhiều. Về 2 này, không thì bỏ thì em mới bảo mồi đấy anh. Mồi đấy. Chưa em ơi, chuẩn bị thôi. Ai. Về 2 tiếp này, 3 con về 2 liên tục nha. 3 con về 2 liên tục nha. Rồi, Balotelli tay cuối. Xong vào Rudiger. Ôi like liên tục mà, chẳng qua là nó bị bóp bóp like thì anh em không xem được thôi. Có kèo dọn rác thì cho anh em vào. Cho anh em vào để lấy cái tương tác với anh em cái nhỉ. Balotelli này. Về hai tiếp. Ui. Vãi trưởng ạ. Có nâng cấp lại anh ạ. Có nâng cấp lại. Một này. Hai. Ba. Chơi đi. Chơi đi, chơi đi. Ui, lại về hai à? À. À. Mẹ cái dây này hơi dài nhá. Cái dây này hơi dài nhá. Gần chục con rồi đấy. Xịt cái về hai dùng thẻ nâng cấp lại lên không? Như nào? Nó phải như thế. Công thức uy tín rồi. Xịt về hai dùng thẻ nâng cấp lại là phải lên. Nhạc đâu anh em? Anh em lên nhạc đi ạ. À, kiểu gì cũng phải lên chứ. À, ê nó chứ. Quá là đáng, có thể là đáng đi chứ. Có thể là đáng. Nhận kèo tiếp nào. Anh em đâu? Kèo gửi đi. Anh có chơi con này không? Mồi phát vào luôn này. Về bao nhiêu đập mấy bấy nhiêu nhịp luôn. Nó về bao nhiêu về đập bấy nhiêu nhịp luôn. Rồi. Nó về bao nhiêu là đập bấy nhiêu nhịp. Ơ kìa. Cái nồi mẹ nó. Bịp. Bịp thế này ai chơi. Hả? Bịp thế này ai chơi lại. Hả? Hải đang 24 pháp sư đến từ Nhật Bản. Đập tể không bao giờ phun bạch. Bây giờ đập 8 nhịp à? Hả? Bây giờ đập phun 8 nhịp à? Hả anh em? Lỡ hứa với anh em là về bao nhiêu thì đập bấy nhiêu. Rồi bây giờ nó về 8 thì đập 8 nhịp luôn à? Thế là bây giờ đập thằng Ruger này 8 nhịp đúng không? Bậc thầy hóa vàng luôn này. À, vào tay pháp sư. Vào tay pháp sư được thầy hóa vàng luôn. Thế giờ ta đập 8 nhịp à? Ảo thật đấy. Ai mà chơi lại nữa. Đập 8 nhịp luôn nhá. 3 vạch. Cho xin thêm vạch nữa đi. Bịp thật sự luôn đấy. Chơi này. Ai mà chơi lại với anh nữa. Đỏ hết phần thiên hạ rồi. Vừa đập con Bruno bao nhiêu nhịp không nhớ luôn ấy. Kèo đập 8 lại cứ dễ đúng không? Kèo đập 8 lại cứ dễ. À, bảo mồi nó mà nó lại cứ vào này thì chơi sao lại đây. Đang lừa gà mà gà nó chắc là gà đang xem đúng không? Người gà đán đang xem đúng không? Người gà đán đang xem đúng không? Thế là cho xì con Rudiger này lên con kia đúng không? Vừa mới lên con Beckham xong nhá. Chứ không phải là lên lâu rồi nhá. Vừa mới lên con Beckham xong. Đập tiếp phát nữa lên cộng 8 luôn. Ảo thật đấy. Chơi thế ai chơi lại? Chơi thế ai chơi lại? Ba vạch à? Bảo vệ á? Bảo vệ thì đập một vạch thôi. Đấy nhá, bây giờ chơi bảo vệ đập một vạch này. Chơi bảo vệ đập một vạch cho anh em xem này. Chơi hết mấy thằng nhỏ này. Thích bảo vệ đúng không?
Có thẻ bảo vệ vì vứt đi mà, con này có làm gì đâu. Thích bảo vệ, có bảo vệ. 1, 2, 2, 3, 4, 5 này. Đấy, bảo vệ nhá. 8 nhịp này. 1 này. Đã bịp bịp đến cùng luôn. 2 này. Không, không chơi một vạch. 3 này. Không, vừa bảo 8 nhịp mà. 4 này. Đập hai phát liên tục 8 nhịp. 5. Ơi. 6. 25 tỷ đấy. 7. Biết trước là xịt nhưng mà mình vẫn cứ hy vọng nó lên, đúng không? 8 rồi, chơi đây. Biết là xịt nhưng mà vẫn hy vọng nó lên, đúng không? Bị thật sự tưởng nó lên nữa thì đúng là quỳ gà luôn.